Các anh em đang chuẩn bị dàn để cho cuộc thi Ngũ Long Quần Tụ vào chủ nhật tuần này, 26 tháng 3. Anh em có mi đăng ký thi nhá. Đấy đi. Qua cái đằng trước mặt luôn. Đây nhé. Vào nữa đi, chưa đến mắt đỏ cái gì à. Được. 60 chứ đúng không? 60. Đó, 60. Tăng tay. 20. 40. 60. 60. 60. 60. Vậy Tuấn Anh ơi, chơi thẳng được mà. Bỏ chân ra là chơi thẳng một dạng luôn. Ừ. Trước chẳng như thế nhỉ, làm ngoái hay làm kia nhỉ? Nhưng mà nếu mà thằng Khuê ấy, ý anh đang nói là thằng Khuê nó bảo là muốn đưa ra tận sát mép kia thì làm sao mà qua được một này, nó phải đưa đến đây này. Còn là khoảng cách từ đầu này đến từ cột này, từ cái cột này ra đây này khoảng 40 cm. Tiếp theo này, khoảng cách từ chân này đây, từ chân lên đến đỉnh dàn là khoảng 2 mét. Đấy. bốn mươi phần to rồi, nó đàn này đẹp này. Găng phải găng của anh ấy, không tí lại găng người khác thì... chặt mẹ tay thôi. Còn từ cái số đấy đến đây là 60 đúng không? Từ cái đấy ra 53 đây, để anh tắt cho nào. Dạ, hai anh em cầm. Yên tâm. Vào đây anh ấy nhá. Long, chỉnh ghế Long. Rút luôn cái chân này, rút luôn cái chân cho anh ta đứng này.